Rồi bây giờ chúng ta nhìn đây, tất cả chúng ta nhìn hồi em thấy không nào này, sao bây giờ thầy không thấy chưa, sao có đi bây giờ đầu tiên đạt mình ở lại em, mình mua chai dầu hay là những cái thuốc có bụng gì á, mình phòng đêm luôn hay đêm bị gió mà chiều nãy biết anh em mới ở lại anh ấy để lên về để chuẩn bị để mà anh đi dậy đó đi phụ tổng thì ý em nói tùy làm được cái gì đó. Còn chỗ Thuận với lại luôn là tập trung cao độ cho cái gì học hàng học để ngồi sai để mai lo cho sao đâu cái tiền được giờ cái em đi là khi nào chưa biết khi nào có là đến thì bao giờ cũng phải đi tới nhà máy để học mai được. À lịch đi hả? Thì dự kiến là khoảng 3 ngày khi nào mình cảm thấy ok rồi thì mình rút về sớm, một khi nào mình chưa thấy mình đăng ký thêm nữa thì đó anh em không phải thì không được. Đó, bài giao có đi nhà cho anh em đang ngồi để mà học. Còn khi đăng ký có nha. Đấy. Có thể xin lỗi đâu hả? Em có chủ động điện anh Long chứ, hỏi anh Long ở đâu? Thiết bị điện tử thông minh như vậy thì thiết bị điện tử thông minh thì
nó được gọi là controller chung và trong đó nó gồm có nhiều chức năng. Như vậy thì S87 được gọi là một chức năng function. Mình nhắc lại, khi anh em trao đổi với A0 thì mình 87L thì mình không gọi là relay 87 mà mình gọi là chức năng 87L, thì cái câu này nó sẽ hay hơn là relay. Anh em gọi relay được không thành ra không sai, nhưng mà đến bây giờ số rồi thì con relay nó tích hợp nhiều chức năng trong đó thì mình gọi là chức năng hay hơn nha. Không biết chức năng. Rồi, như vậy thì trong cái RED này á, RED 670 á, nó có chức năng 21, nó cũng có luôn, nó có chức năng quá dòng, nó có chức năng 67 luôn. Nhưng nếu như chúng ta dùng một con relay 670 này á, mà cho bảo vệ tuyến, lỡ mà nó biết thì cái tuyến này đi luôn, đại luôn, đúng không? Vì vậy cái bảo vệ dự phòng là bảo vệ 21 thì họ lấy bằng một con relay khác, đó chính là 650. Ngày xưa mình có tranh luận với lại phòng với tôi xin làm rõ cho mình 670 là gì, 650 là gì thì anh không làm rõ được, nhưng mà RED và RN thì nó có làm rõ. Ví dụ như là L là line, có nghĩa là ngày xưa 21 AV nó có làm là 21 là dành cho bảo vệ đường dây là line, R là relay rồi và R là aerobic đó. Còn 87 là gì mấy anh em mình? Đây là gì? It's different solar, đúng không? À, như vậy thì chúng ta thấy được là nếu RED là chức năng mạnh nhất của nó là gì mấy anh em mình? 87. Và RL650 chức năng mạnh nhất là gì? 21. Như vậy một trong hai con này, nếu như con 87 mà nó không làm việc tốt thì 21 nó nhảy vào, nó nhiều vòng. Vậy nói tóm lại, đối với phần tử đường dây thì bảo vệ nào là bảo vệ chính? 87 lên. 87. À, có sự cố nào thì bật thôi. Sau đó mày không bật thì cái gì bật? 21. À, 21 bật. Được chưa? Như vậy 21 là chức năng gì? Dự phòng. Dự phòng. Nhưng mà 87 là bảo vệ. Trước em học á thì kêu là S21 nhưng mà nó có tính năng BOTT thì nó vẫn là. Rồi cái đó chính để xong. OTT là nó sẽ kết hợp với lại chính cho phép cái việc bật lại và điều khiển cách. Cái đó thì tính xong họ không có nặng vấn đề đó đâu. Được chưa? Xong dưới này chưa nè. Được chưa mấy anh em? Được rồi phải. Thông qua cái mạng này.
về đó là nếu như các quen rất tám bảy còn hoạt động không? Nó sẽ khó, nó khó nha, chứ không phải tất nhằn nha, nó sẽ khó luôn. Nếu như bộ khóa nó không tốt thì tám bảy nó sẽ không đảm bảo được cái lệnh tư cách, đồng ý không? Rồi những cái thông tin gì đó thì nó sẽ lưu xuống cho cái tổ FR. Rồi nếu như ta phải không cắt thì cái gì cắt thôi mấy anh em mình nè. Hàm mốt. À, hàm mốt thì cắt. Đúng không? Hàm mốt thì cắt. Hàm mốt thì ta lấy tín hiệu gì mấy anh em mình? À, tín hiệu dòng này. A đâu? A nó có lấy không? A nó có lấy không? A có lấy đâu? Anh mình bấy rồi hết đi. Đây. Nó lấy tiêu thân thân trái. Như vậy 21 là nó lấy tiêu thân trái, chứ nó không có lấy tiêu đường dây, đúng không? Thấy không? Linh Linh có cái file đó không? Có file đó. Nha, nó sẽ lấy tiêu thân thân trái. Rồi như vậy thì về anh tính nói lại về phía đường dây. Đường dây chúng ta sẽ chạy từ đây đổ này đi qua thân trái đi xuống phía thân hai bộ. Vậy bất kỳ một sự cố nằm trong phạm vi này, đó ở đường dây đã ngồi sai này, thì đầu tiên là 87 giờ đó nó làm trước, sau đó rồi 24 nó làm, vậy 87 là bảo vệ chính và 24 là bảo vệ dự phòng, ok nha, đúng không? Rồi một cái phần tử thứ hai mà chúng ta theo dõi tới là phần tử cái gì đây? Phần cái này bỏ qua luôn, anh xem như một biển đường dây đúng không? Cái này đâu có TI đó, đúng không? Có TI không anh em? Không có TI. Cái này thấy TI không? Không. Như vậy cái điểm cái thanh cái này giống như lúc này là xem như là một điểm luôn, đúng không? Nếu như sự cố trên thanh cái này thì cũng xem như là sự cố ở một đường dây, đúng không? Vì anh đâu có TI đâu, mãi xuống đây nó không có TI, đúng không? Vậy nó có TI như này đây thì lòn qua đây chính là thanh cái của nhà máy, đồng ý không? Rồi. Như vậy thì rõ ràng cái thanh cái này đây à, như vậy thì đây cái tê đây vào 87 tê đúng không à, và một cái điểm tê nó lấy từ đây để lấy cầu tổng à, như vậy thì đó là lúc này nó sẽ nằm trong bảo vệ sau lợi tê hai. Vậy bảo vệ sau lợi tê hai nó phạm vi từ đâu? Vì tê nhập đi hai mươi một đúng rồi, tê hai mươi một và tê bốn mươi một đúng không? Đồng ý không? Như vậy, à, như vậy thì khi mà sự cố trong vấn đề gì, trong vấn đề cái đoạn cáp này trở lên cái máy áp trở lên tới thanh cái đúng không anh em? Đúng rồi, trở lên tới cái đầu thanh tay giao cái này. Như vậy thì cái con gì nó làm gì? T2 đúng không? Vậy thì trong phạm vi thanh cái và máy nắp thì nói chung trong chạm á thì T2 nó sẽ làm việc. Vậy T2 chính là bảo vệ trong chạm mình. Đồng ý chưa? Không, em thấy cũng chưa chính xác lắm. Nếu mà nó xảy ra tại cái bộ máy biến áp thì cái con 87T1 cái đồng trước. Nó sẽ là cả hai. Nhưng mà bây giờ anh đang nói cái phạm vi cho cái nhà máy á. Từ từ anh có cái phần bên trên cái nhà máy mình đó thì còn như mình nói là 87T2 đấy nên nó sẽ là đúng chưa? Bây giờ nha, trong cái phạm vi nhà máy là từ tính từ cái tê này, như vậy ở đây anh nhắc lại là cái thanh cái CM2 nó thuộc về đường dây nha, vì nó không có tê nha, đúng không? Rồi từ cái tê xuống đây, rồi xuống đây qua cái thanh gốc 21 qua cái nắp đi về cái độ cắt nằm tới với các trụ tổng nói đây này. Vậy thì phạm vi bảo vệ là qua đây qua máy áp qua đây qua thanh cái, được chưa? Vậy thì bây giờ tôi hỏi các bạn, xin cái TO này con ra đây nào làm việc? Tám bảy tê hai đồng ý chưa? Đúng không? Đây như vậy thì 87T2 sẽ là bảo vệ chính trong cái trạm của mình, trong trạm mùa. Rồi như vậy thì khi mà gắn mạch trên cái thanh cái 23 con gì làm việc? Ta bảy nào? À, ta bảy L, thế là đúng không? Vậy thì rõ ràng mình cực kỳ nhạy này.
nó chạy luôn ha. Rồi tiếp tục, trong cái việc chúng ta thấy còn một cái con 87T đó, 87T1 đó, như vậy nó lấy từ cái tê đi trong xứ của máy nắp đi trong xứ đó, và vậy gì và tê đi trong xứ T2 đúng không, đổi không, và một cái tê đi trung tính đó, đổi chưa? Nó lấy cái tê trung tính làm gì vậy? Nha, rồi bắt đầu mình thấy nè. Khi nó lấy hai cái tê này á, nha. Khi nó lấy hai cái tê này, tê nó là số 3 đi và số 2 đi. Đồng ý không? Thì bảo vệ này là bảo vệ so lợi cho cái máy nắp này. Đồng ý không? Bảo vệ so lợi. Các em nhìn thấy nè, bảo vệ so lợi nè. Như vậy thì bảo vệ so lợi á, cái dòng khởi động á, nó dòng đi tiếp á, thì nó sẽ bằng hiệu của hai phía, đồng ý không? Bảo vệ đồng có phải gì không? Y tiếp thì sẽ bằng Y1 trừ Y2 đúng không? Rồi như vậy thì cái Y1 và Y2 á, cái Y1 Y2 này không nói nha, Y1 này khi mà nó thay đổi thì Y bên này nó dao động không? Có dao động chứ. Vậy thì anh phải tính cái biên mà nó dao động lớn nhất. Như vậy biên dao động lớn nhất trừ một cái biên cố định thì nó sẽ ra một cái sai số. Đồng ý không? Thay vì cái sai số anh là mấy bữa bằng mấy? Nếu như anh có một đường dây, anh trừ hai cái sai số thì sai số anh bằng mấy? Bằng không. Nhưng mà bây giờ do cái bộ đồ nắp của anh nó di chuyển ra thì cái dòng nó thay đổi. Vì vậy anh không muốn cho nó tác động thì anh phải cho nó sai số lớn ra. Như vậy khi anh sai số lớn ra thì cái phạm vi vùng chết gần cái điểm trung tính này nè, nó bị mù. Ví dụ anh nhắn mạch ở điểm trung tính có dòng không? Dạ em nghe anh.